Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, lời tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Tân Dậu. Sinh năm 1981 đúng tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, bỗng nhận lộc trời ban. Thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ, nếu hữu duyên nghe được toàn bộ lá số tử vi này. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, bất cứ ai thì cuộc sống cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một con sóng thủy triều, lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc là bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc là cuộc sống kiểm soát lại bạn. Và người khôn ngoan ắt hiểu rằng, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, là con giáp khổ tận cam lai. Đầu năm khó khăn vất vả bao nhiêu, thì từ tháng 7 âm lịch trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp, vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề, phước đức đủ đầy, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, sống hạnh phúc viên mãn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, để biết được vận trình cụ thể tháng 7 âm lịch này của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sẽ diễn biến như thế nào, vận may trong tháng là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, xét về tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Theo Tử Vi Phương Đông, người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn gọi là Long Tàng Chi Kê, gà trong lồng, ngũ hành bản mệnh, thạch lựu mộc, cây lựu đá, tướng xương, xương con gà, tướng tinh con chó. Tân Dậu sinh năm 1981, nạp âm ngũ hành là thạch lựu mộc, do can tân kim, ghép với chi dậu kim, ta có can và chi cùng hành kim, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, ít gặp trở ngại từ tiền vận đến trung vận, hậu vận ít thuận lợi, thường gặp trở ngại và nhiều điều không xứng ý thuận lòng, vì can chi khắc nạp âm. Tân Dậu có đầy đủ đặc tính của can tân là thận trọng, sắc sảo, thẳng thắn, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng, đặc tính của chi dậu rất chịu khó, cần cù siêng năng, chăm chỉ đúng giờ giấc, mẫu người có đầu óc trật tự, ít khi to tiếng với ai, nhưng lúc tranh cãi thì bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Bản mệnh là người đam mê công việc, họ rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Con giáp này thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định. Họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác, gia đình rất quan trọng với Tân Dậu, họ có thể có hôn nhân hạnh phúc. Con giáp này có vận may về tài chính, họ thường không để tất cả trứng vào một giỏ, nên cũng không phải rơi vào cảnh trắng tay, tiền vận nhà cửa chẳng yên, hậu vận gia đạo mới yên an hòa. Nam mạng có cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập, hay hoang phí và có tính tiến thủ, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm, nên cần mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi. Số hậu vận mới được sung sướng an nhàn, công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp, về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết, về đường công danh chỉ ở mức độ bình thường, không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống, về sự nghiệp có nhiều điều tốt,
Nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào, nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Nữ mạng tuổi này có cuộc sống chịu nhiều buồn lo về mặt số phận, đặc biệt là trong chuyện hạnh phúc và con cái trong gia đình, cuộc đời khi ở tiền vận, cũng như trung vận không gặp được nhiều điều may mắn, khi bước sang hậu vận thì cũng đỡ lo hơn ít nhiều, có cơ hội để tạo lập sự nghiệp và cuộc đời. Nói chung là cuộc đời của người tuổi này phải chịu nhiều điều đau buồn, khi ở tiền vận cũng như trung vận, khi sang hậu vận thì được yên ổn và vui sống cùng gia đình hạnh phúc. Số được hưởng thọ khoảng 69 tuổi đến khoảng 83 tuổi, nếu mà trong cuộc sống thường xuyên hành thiện tích đức thì có thể sẽ được tăng thêm niên kỷ, nhưng nếu ăn gian ở ác thì tất sẽ bị giảm niên kỷ. Bản mệnh là người đam mê công việc, rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ, họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Tân Dậu thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định, họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác. Tuổi Tân Dậu hơn người và cũng khó đoán, bởi họ là mẫu người đa tài, một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca, với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Bản chất nhân ái, yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Bản mệnh giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người. Vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn, chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng, họ tự tin vào bản thân và cuộc sống tràn đầy niềm yêu đời. Từ thuở nhỏ người tuổi Tân Dậu đã có rất nhiều ước vọng lớn lao, họ sống có lý tưởng cao đẹp nên họ thường được nhiều người yêu mến, giúp đỡ tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Họ là những người thiên về thực tế, có logic rõ ràng, họ không ủy mị hay dễ xúc động, bởi thế thích hợp với những ngành nghiên cứu, thống kê. Họ là những người rất giỏi và tài năng trong những công việc như là kế toán, quản lý tiền bạc và tài chính. Họ là những người có khả năng tổ chức cao. Người tuổi Tân Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao, nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập quan hệ, người cầm tin con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao, đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Năm Giáp Thìn 2024 được đánh giá là một năm nhiều cát lành với Tân Dậu sinh năm 1981, sự nghiệp có bước tiến triển mới, khó khăn không ít, nhưng đó cũng là bàn đạp để bản mệnh bứt phá nhanh hơn, nhiều cơ hội xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu lạc quan, tiêu xài dư giả, không phải lo lắng quá nhiều. Về chuyện tình cảm mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực, gia đình trong ấm ngoài êm. Đón thêm tin vui con cái, có điều cần lưu ý, gia chủ nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình kẻo phải khổ tâm liên miên, khuyên bạn dù họ có đi theo con đường nào, thì cơ hội thành công và giàu có của họ cũng cao, bởi họ có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi, quan trọng hơn là họ nắm trong mình lộc cách. Tuổi Tân Dậu phù hợp với các lĩnh vực an ninh, quân đội, đặc biệt những năng lực, khả năng của họ được bộc lộ rõ ràng và sẽ nhanh chóng được thăng chức, nên nếu được lựa chọn nghề phù hợp họ nhất thì nên đi theo con đường đó. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, can tân kim ghép với chi dậu kim, theo ngũ hành cho thấy, trong tháng có tam hội các tinh soi chiếu. Nhưng đời không như mơ, trong cát tàng hung, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Ở thời điểm này, bạn nên nhớ cẩn tắc vô áy náy, thận trọng không bao giờ là dư thừa. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tưởng chừng như tuổi Dậu có thể kê cao gối ngủ. Trong tháng có tam hội cát tinh soi chiếu, nhưng đời không như mơ, trong cát tàn hung, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Nhìn chung, công việc trong tháng khá suôn sẻ, kết quả thu về khả quan khi tam hội giúp đầu óc những chú gà trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Bản mệnh có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước. Con giáp này rất dễ gặp thất bại, thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Tài lộc được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ nên phát triển khá tốt trong tháng này, việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ.
Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển. Nhưng tháng cô hồn nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Phương diện tình cảm có nhiều hứa hẹn nhờ Bách Việt chủ đào hoa che chở, cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ. Sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn, người đã kết hôn cần tiết chế cảm xúc, kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thể trạng của con giáp này đang khá tốt, nhờ duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ, tuy nhiên, cần chú ý đi lại. Lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang do tháng này kim khí vượng, đồng thời còn là tháng cô hồn. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Tân Dậu tuổi 1981 tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng Nhâm Thân, người tuổi Tân Dậu gặp được cục diện tam hội nên vận khí có khởi sắc, tuy không quá vượng nhưng cũng đủ để hóa giải không ít khúc mắc mà bản mệnh đang đau đầu tìm cách xử lý. Cát tinh cao chiếu giúp đầu óc con giáp này trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Nhờ có tam hội, bạn có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tương chừng vận khí cứu xuôi chèo mát mái như vậy, tuổi này có thể kê cao gối ngủ, nhưng tiếc rằng đời không như mơ, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan ở thời điểm này. Do nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào, trong cát tàn hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước. Con giáp này rất dễ gặp thất bại, thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp dễ trôi vụt qua trong phút chốc, những suy nghĩ tiêu cực, bi quan cũng ngăn cản bạn dũng cảm thử thách bản thân. Hãy cứ nuôi dưỡng niềm tin rằng sự nỗ lực trong công việc của bạn rồi sẽ giúp tình hình tiến triển tốt và được nhiều thu hoạch. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, phát huy khả năng sáng tạo, hãy rời khỏi lối suy nghĩ sáo rỗng, đi vào đường mòn. Những trắc trở trước đó bạn gặp phải trong công việc này mà nên, đặc biệt, bạn cũng cần tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng, mệnh chủ chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu cần sự giúp đỡ hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Xét phương diện tài lộc Tân Dậu tuổi 1981 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch, con giáp này được nhiều tài tinh soi đường trong tháng, nên tài lộc có nhiều điểm sáng, lợi nhuận thu về khả quan. Được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ, nên việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân, có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, mở rộng quan hệ xã giao đôi bên cùng phát triển. Từ đó, con đường kiếm tiền, làm giàu càng rộng mở, nhưng nhắc nhở, bản mệnh có tiền cần quản lý chặt chẽ. Đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt, tiền dù ít hay nhiều vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, đề phòng trường hợp cấp bách xoay sở không kịp. Đặc biệt, trong tháng cô hồn này, mệnh chủ nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư, kinh doanh giang dở không thể dừng, cũng nên chia nhỏ ra để tiến hành cho chắc chắn, tính toán cẩn thận, kiểm tra thông tin nhiều bề, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng, dù là việc làm quen tay cũng chớ nên chủ quan. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Tân Dậu 1981 tháng 7 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi này có nhiều hứa hẹn đáng mừng, nhờ sao Bách Việt chủ đào hoa che chở, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, không chỉ tình duyên cá nhân thuận lợi,
mà tình cảm của bạn với những người xung quanh đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Trước đây nếu bạn từng có hiểu nhầm với ai đó, thì lúc này cũng khá dễ dàng trong việc giảng hòa. Cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ, sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Nếu đã xác định được tình cảm, bạn cũng nên nghiêm túc và chân thành đối diện với con tim mình, đừng mãi vui chơi mà bỏ lỡ những mối lương duyên tốt đẹp. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu cũng nhanh chóng xác định rõ tình cảm, không còn mông lung như trước. Hãy trân trọng từng giây phút hạnh phúc bên nhau, khi cả hai đã cùng trải qua không ít sóng gió, tình cảm gia đình ngày càng khăng khít hòa hợp. Tuy nhiên, do đào hoa vượng, nên bản mệnh cũng nên tiết chế cảm xúc kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Dậu 1981 tháng 7 âm lịch. Về sức khỏe, tin mừng là thể trạng của tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch vẫn khá ổn định, nhờ bạn biết cách duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quan do tháng này kim khí vượng, đồng thời còn là tháng cô hồn. Theo nguyên tắc dưỡng sinh theo mùa, tháng 7 âm lịch thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh, vì thế bản mệnh nên chú trọng dưỡng ẩm, phòng ngừa khô hanh, đề phòng bệnh tật. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Tân Dậu 1981. Ngày mùng 1 âm lịch. Ngay ngày đầu tháng bản mệnh đã có thể nhận được nguồn thu từ những mối đầu tư trước đó và đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Ngày mùng 6 âm lịch. Bạn luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì thế bạn hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Ngày mùng 7 âm lịch. Xem ngày may mắn tháng 7 của 12 con giáp dương lịch, người này học theo cách tư duy khác lạ của những người đi trước. Và chính điều đó đã khiến bạn trở thành người thành công trong ngày này. Ngày mùng 10 âm lịch. Bạn nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng, xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Ngày 11 âm lịch. Nếu bạn sắp xếp mọi thứ theo một guồng quay nhất định, thì hiệu quả công việc sẽ tăng vọt so với dự tính. Thậm chí, bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người noi theo. Ngày 15 âm lịch. Cát tinh sẽ mang lại cho bạn nhiều sự hỗ trợ tích cực, ví dụ như gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối hoặc có nhiều người giúp đỡ, hóa giải khó khăn trong công việc. Ngày 24 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh và đặc biệt là những người giàu kinh nghiệm hơn mình để có được những gợi ý đáng giá. Ngày 27 âm lịch. Người làm ăn kinh doanh sẽ nảy ra nhiều ý tưởng thú vị và táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết vào thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Ngày 30 âm lịch. Người trẻ tuổi sẽ gặp nhiều dấu hiệu đáng để hy vọng trong ngày này. Hãy tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, dần dần bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Tân Dậu 1981. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, tháng 2 âm là tiết kinh chập, là lúc mà vạn vật tốt tươi. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh đỉnh ngộ, tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái, mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau, dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú và người tuổi Dậu sinh tháng 2 hài lòng với những gì mình có. Xem vận mệnh người sinh tháng 2 âm ta thấy rằng, họ là những người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều, họ rất ham học, chỉ là người tài. Nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp đỡ được nhiều, họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng hiềm nỗi học tài thi phận. Chỉ tới khi về già mới dùng được kiến thức của mình, họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên, họ đi theo đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Trong tháng 7 âm này, đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho bạn. Công sức của bản mệnh cống hiến cho tập thể suốt bao lâu nay cũng được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền thưởng hậu hĩnh, đương số được thu lợi nhờ những quyết sách đúng đắn từ trước đó. Bản mệnh không cần quá vất vả mà vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi, con giáp này có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi trong ngày hôm nay. Tiếc rằng, phương diện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực, có lẽ bản mệnh quá rụt rè.
nên không dám chủ động bắt chuyện với người mình thầm mến. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa xôi vì người ấy chưa chú ý đến bản mệnh. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm là tiết lập hạ, xem tử vi chọn đời, người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu đa cảm, khá cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Người sinh tháng 4 âm khó có thể làm nên đại nghiệp, dù có khả năng tổ chức tốt, có nhiều tham vọng, có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu không coi ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tính của mọi người, dù có nhiều ước vọng, nhưng không thể thực hiện được. Đây là điều đáng tiếc khiến cho bạn thay đổi tính cách mình, tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn. Sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người này lại ưa mạo hiểm, nên hậu vận hung cát khó lường. Đối với tuổi bản mệnh, sau những khó khăn và áp lực trong tháng 7 âm, bản mệnh dự báo rằng con đường tài lộc sẽ mở rộng và thuận lợi hơn. Tài vận của họ được thần may mắn hỗ trợ, giúp họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết trong thời gian tới, nhờ vào sự lanh lợi và dũng cảm. Tuổi Dậu có thể nắm bắt những cơ hội mới và phát triển kinh doanh một cách thành công, thậm chí mở rộng quy mô kinh doanh một cách đột phá. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới có thể đánh dấu sự thay đổi lớn trong sự nghiệp và thu nhập của họ khi họ tìm được hướng đi phù hợp và mang lại thành công bền vững. Còn đối với những người làm công ăn lương, việc được đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ mang lại cho họ cuộc sống viên mãn và thuận lợi hơn. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của người tuổi Tân Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ thuận lợi, hạnh phúc an nhàn suốt cả cuộc đời. Vận trình của họ thăng trầm bất định, khi xa cơ lỡ vận có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ. Tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bề thất bại, may nửa đời sau có bạn bè quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt lắm, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa hợp giúp cho bạn thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Người sinh tháng 7 âm có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Trong tháng 7 tam hợp nâng đỡ, người này làm việc cực kỳ chăm chỉ, nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ chứng minh được giá trị của mình với tập thể và khả năng thăng tiến là rất cao. Trong thời gian này cũng thích hợp để người làm kinh tế mở rộng quan hệ xã giao và ký kết hợp đồng. Đôi bên có cùng mục tiêu, cùng cách thức làm việc thì sẽ hợp tác vô cùng ăn ý, đem lại lợi nhuận nhiều hơn so với dự kiến. Hỏa sinh thổ, người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá lý tưởng, bạn nên thử cởi mở và trò chuyện với đối phương. Biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều suy nghĩ, quan điểm trùng hợp với mình. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người tuổi Tân Dậu sinh tháng này là người thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí, cuộc đời sau này vinh hoa phú quý, được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người này nhiều tin vui khi không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực địa vị đều có, được nhiều người ngưỡng vọng, tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản, hay được người thân giúp đỡ, nhưng con giáp này dựa vào chính sức mình mà làm nên, chăm chỉ cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có chí lớn, tài học hơn người, lại không ngại khó, ngại khổ. Tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa mục, giúp cho tuổi Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Người sinh tháng 8 âm có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Trong tháng 7, người tuổi Tân Dậu được chính tài tương trợ nên khá chăm chỉ cày cuốc, công danh sự nghiệp, tiền lương của tuổi này trong tháng mới khá rộng mở. Đặc biệt những người thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ gặp rất nhiều vui bất ngờ, nhờ lục hợp cục nên vợ chồng cảm thông cho nhau, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm, biết cách chăm lo gia đình nhỏ, tuổi này đi ra ngoài cũng hay được người khác giúp vì tính tình lương thiện nhanh nhẹn. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều, họ không thích chuyện học hành. Mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo trôi, trời cho sao thì chịu vậy, không có tổ nghiệp để lại, chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn.
sống cuộc sống mình muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc là tốt, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Người này tuy không được nhiều gia sản cha ông để lại, nhưng ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 10 âm, tuổi Tân Dậu tính tình cương liệt, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trung tâm, nên khá độc đoán, có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Tử vi dự báo, có thiên ấn chiếu mệnh, trong công việc, trong tháng 7 âm là thời điểm thuận lợi để bạn xây dựng một số mối quan hệ mới với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh. Người nào có tài ăn nói chắc chắn sẽ chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn những người khác, không ai dám lấn lướt bạn trong thời gian này. Đường công danh, tài lộc dồi dào nhờ có tam hợp cục, những chuyến đi xa kiếm tiền chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Cuối cùng là người tuổi Tân Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng 11 âm là tiết đại tuyết, có tài có sức, thông minh nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ. Sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp, nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, dễ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp chuyện xấu dẫn đến phá tài. Sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người này thông minh cơ trí, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn, mọi chuyện phải dựa vào chính mình. Nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trở ngại, tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp nên được nhiều người quý mến. Trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già phúc lộc đủ đầy. Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp trong công việc khá rõ ràng, nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn. Người này nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này, trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp, thế nên việc bị trách móc, oán giận là điều khó tránh khỏi. Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít, nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi. Vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật, bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự. Đào hoa ghé thăm người độc thân trong tháng này, mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh. Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đáng lo, bạn không được chủ quan, nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra. Quý vị thân mến, những đức tính quý của phụ nữ hiện đại giúp họ tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực, khiến ai ở gần họ cũng cảm nhận được sự bình yên, ngọt ngào đến kỳ lạ, tâm thái quyết định tất cả, tâm sinh tướng. Vì thế, một phụ nữ có tâm thái tốt sẽ bộc ra ngoài bằng sự đoan trang, hiền dịu, là chỗ dựa tinh thần cho chồng, để họ luôn có cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về. Bạn nghĩ về cuộc sống như thế nào thì cuộc sống sẽ diễn ra như thế. Vì thế, tâm thế của phụ nữ thông minh có lòng nhân ái, từ bi có khuôn mặt thể hiện sự phúc hậu, khiến ai cũng quý mến. Vậy nên, một người phụ nữ muốn đẹp cả về nội tâm lẫn hình thức thường chọn cuộc sống lương thiện, không ngại nói lời khen, ai cũng có mặt tích cực, tiêu cực. Nhưng nếu bạn nhìn tập trung vào mặt tiêu cực của người khác, chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu, mất tự tin, không chỉ có bạn mà hầu hết mọi người đều thích nhận những lời khen. Vì thế, đừng tiết kiệm lời khen, mà nên dành tặng những lời khen để người nghe có cảm giác được động viên về tinh thần. Biết kiềm chế cảm xúc, cuộc đời này không ít những biến cố có thể xảy ra và những lúc căng thẳng, khó khăn nhất là lúc những hành động, cách cư xử của chúng ta thường bị đánh giá nhất. Tuy nhiên, với những người đủ bản lĩnh họ sẽ bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc để chỉ cần nói ra những điều cần nói, làm những điều nên làm mà không vì sự bốc đồng nóng nảy chi phối. Biết lo toan việc nhà, phụ nữ hiện đại thường tự cho phép mình lơ là việc chăm sóc trông nom nhà cửa, như câu nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chưa bao giờ là sai, đàn ông bận rộn thường xuyên xa nhà, nhưng biết rằng người phụ nữ của họ ở nhà đã chăm lo cho con cái và việc nhà chu tất, họ mới cảm giác an tâm để làm việc. Sau một ngày mệt mỏi nơi công sở hay thương trường, khi trở về nhà mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, chồng sẽ có cảm giác thoải mái, thư giãn và bình yên hơn, yêu bản thân và đánh giá cao những phụ nữ khác, đừng chê bai những người phụ nữ khác. Vì điều đó chỉ khiến bạn mất điểm trong mắt đấng lang quân mà thôi, vì khi đó họ không có cảm giác an toàn trước một người thích chỉ trích, nói xấu, đặt điều cho người khác. Vì vậy, muốn được người ấy yêu thương, tôn trọng, nên tránh bàn tán và chê bai bất cứ người phụ nữ nào, có như vậy, họ mới càng nể trọng con người bạn hơn. Đảm đang và tinh ý, muốn làm tốt việc gì phải yêu thích và có trách nhiệm với công việc đó. Muốn làm tốt công việc chăm sóc gia đình thì phải yêu thích và có trách nhiệm với công việc chăm sóc gia đình.
Người chồng nào cũng đánh giá cao một người vợ biết chăm sóc nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, chăm sóc con cái khỏe mạnh. Chúng ta thường nghe nói, người già và trẻ con chính là phúc khí của gia đình. Vì thế, tuyệt đối phải coi trọng họ. Một người phụ nữ thông minh là người biết cách đối nhân xử thế. Hãy hiếu thuận với ông bà, bố mẹ gia đình chồng, yêu thương và dạy dỗ con đúng cách. Không nên dùng bạo lực trong việc nuôi dạy con cái. Hòa khí trong gia đình cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự hưng thịnh và sự nghiệp của người đàn ông trong gia đình. Chị em đừng nên xem nhẹ việc này nhé. Hãy nhìn sự việc bằng đôi mắt khách quan, đa chiều. Đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực, không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận đơn thuần thôi chưa đủ. Đừng tự cho rằng mình luôn đúng và coi thường ý kiến của người khác. Lối tư duy của bạn sẽ ảnh hưởng bởi những người mà bạn thường xuyên tiếp xúc. Vì thế, những phụ nữ khôn ngoan sẽ biết chọn bạn mà chơi. Những người bạn này không chỉ là nguồn vui, mà còn là những người sẽ đưa cho họ những lời khuyên hợp lý, giúp bạn xây dựng hạnh phúc gia đình tốt hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.